Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Sofa gỗ sồi cao cấp bọc nỉ phong cách trang nhã. Thiết kế với phong cách hiện đại, kiểu dáng khá nhỏ gọn, không gây chiếm nhiều diện tích không gian. Hoàn thiện từ chất liệu là khung gỗ tự nhiên chắc chắn, có độ bền cao. Kết hợp mút xốp rất bền, tạo sự thoải mái cho bạn khi sử dụng. Chất liệu bọc nỉ có độ mềm mại và ấm áp cao, tăng sự trẻ trung năng động. Phần tay vịn bo cong mềm mại giúp tăng tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn. Mang đến góc thư giãn, nghỉ ngơi hoàn hảo cho phòng khách. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.